Trời 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 trời. Đây lên chị mà. Dữ lắm rồi bạn ơi. Dữ lắm con cá này nó chúi một vùng ơi kìa. Trời trời vậy dữ vậy. Trời 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 trời. Hết biết luôn rồi. Quá trời các bạn, gị không lên luôn các bạn. Kìa kìa kìa. Gị coi coi cá bự không? Gị dữ. Chưa chưa, từ từ. Trời ơi, trời ơi, cái chừng cái đầu lên kìa, chừng cái đầu lên kìa. Bự lắm anh chị bạn ơi. Trời 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 trời. Ở đó. Đây nè các bạn. Quá trời luôn rồi. Trời 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 trời. Luôn rồi, câu nó cắm. Đây hàng khủng chị bạn ơi. Nhìn cái câu nữa các bạn. Trời ơi. Quá trời. Giờ hai anh em mình đang ngồi đợi coi có cá ăn không chị bạn. Cái cần câu nó nhìn cái kìa các bạn. Gì? Bộ bên đó dính hả? Dính hay dạ? Dính nó gì nó chúng nó chuẩn bị ô, gì mình đi qua bãi mình coi các bạn. Đi bên bên đây thấy có cá ăn nè chị bạn. Dính giờ dính giờ. Dính rồi sắp mồi rồi. Đâu đâu. Đây nè chị bạn, nó câu hai anh em ngồi bên kia thấy bên đây nó cá ăn hoặc hoặc thằng câu của nó. Cái dầu nó lên kìa các bạn. Nó. Đâu. Ừ, quấn nãy giờ. Sắp hai lưỡi rồi bạn ơi. Cá này cũng nhỏ vậy bạn. Không có cái này chắc nửa ký không ta? Tầm bán cả nửa ký à. Vậy hổm gài câu dính không kia không cho hay xuống câu luôn trời. Trời hổm người ta giấu mà. À, móc kiểu gì nè các bạn. Hai lưỡi gì nè không có đường nào xảy cho các bạn. Ừ nàng dữ ha. Cá với sông cỡ này được rồi. Cá này là ngon rồi, đây lên chị bạn. Cá sông cá này không nuôi mà dính được mấy con gì cũng là im lắm rồi đó. Thôi mình đi bển đợi đó tới của mình không biết chừng nào dính đây. Không về mình câu cá cũng cái này bự hơn này không các bạn. Bên đây. Ở bên cuộc sống người miền Tây mới dính cá anh chị bạn. Tiếp tục ngồi chờ đợi hả? Ngồi chờ đợi. Câu này phải kiên trì anh chị bạn, ngồi chờ. Ủa kìa câu lo dữ kìa. Ê. Câu lo. Quá trời cá lo chú kìa, lo kìa. Ê câu của em, câu em. Cái gì dữ vậy? Trời. Đây lên chị mà. Dữ lắm rồi bạn ơi. Dữ lắm con cá này nó chúi một vùng ơi kìa. Trời trời vậy dữ vậy. Trời. Hết biết luôn rồi. Quá trời các bạn, gị không lên luôn các bạn. Kìa. Gị coi cá bự không? Chưa chưa, từ từ. Trời ơi, cái chừng cái đầu lên kìa, chừng cái đầu lên kìa. Bự lắm anh chị bạn ơi. Trời. Ở đó. Đây nè các bạn. Quá trời luôn rồi. Trời. Luôn rồi, câu nó cắm. Hàng khủng chị bạn ơi. Nhìn cái câu nữa các bạn. Trời ơi. Quá trời. Từ từ. Bạo lên. Bạo lên. Từ từ. Nãy giờ nó chạy chắc cũng mệt rồi. Nãy giờ thấy gỉ chú bự nãy giờ mình thấy nó quá trời luôn rồi. Nãy giờ hai anh em mình kéo lâu lắm chị, nó chú bự mua bự á. Nãy giờ nó quá trời các bạn ơi. Vậy bây giờ đuối luôn rồi. Nắm hai bên ngạnh á. Quá trời luôn rồi. Từ từ coi nhìn đứt nha. Ê, kỹ nhìn tí. Kỹ nha. Kéo lên. Đây, đó. Từ từ. Đây. Khủng hàng khủng anh chị bạn ơi. Quá trời các bạn ơi. Nè. Các bạn, nó đờ luôn rồi, chạy nó đờ luôn rồi. Nó quậy nãy hết sức rồi chị bạn. Từ từ đi cho nó mệt đi. Quá trời ơi. Nó mạnh nó quậy lắm á. Ê thằng khủng nha, khủng nha. Các bạn không chắc luôn các bạn. Khủng nha. Quá. Trời ơi, vô rồi, vô chị bạn ơi. Quá trời lên vào luôn rồi các bạn. Kỹ nha. Trời ơi, đây nè, cái mình đó chị bạn. Kéo vô. Trời ơi. Quá trời ơi. Đuối rồi. Đủ chưa? Vậy nãy giờ đợi chứ mà. Quấn một cục gác luôn nè. Mình bảo lên ha. Còn mạnh lắm. Còn mạnh quá à. Trời này phải có cái vợt chứ. Có cái vợt. Kỹ nha. Nãy mình nói đem đi cái vợt theo. Sao với chính nó bự mà đem cái vợt. Từ từ đi. Bảo lên nắm hai ngạnh á. Này cá chê phải không? Cá chê gì bạn? Cái này cá chê hay là cá lăng, cá ngát thì mình cũng không biết nữa các bạn. Các bạn coi xem nhớ con cá biết cái này cho mình. Trời ơi. Quá khủng luôn. Trời con cá. Trời ơi, đem lên lẹ đi, rớt mới nhanh. Lẹ lên. Quá trời luôn rồi. Quá xa. Trời ơi cá. Trời ơi. Vô rồi chị ba, bữa nay chúng lớn rồi. Này các bạn coi nè. Bữa nay Thánh Năng là lụm được con cá nha các bạn. Muốn bạn mình luôn các bạn nè. Quá trời luôn nè. Thánh Năng là lọc công lớn vậy các bạn. Thánh Năng lụm được con cá nha các bạn. Trời ơi trời. Quá trời ơi. Này các bạn, nó bằng phân nửa mình luôn á. Nè. Trời ơi. Nè các bạn nhìn nè. Cái đồ giặt lào không hết nè. Chỉ có nhiêu đây thôi nè. Xách vô trong mát kìa, xách vô trong mát nè. Quá xa con cá. Thiệt là. Thiệt là nhức nách luôn á. Trời ơi. Nè các bạn. Nè các bạn nhìn cái đôi dép lào mình đang size 43 nè, nhìn nè, chỉ còn được khúc đuôi thôi các bạn. Trời ơi con cá này nè, nhiều cả chục ký con cá. Đứng ngay đây, đứng ngay đây, đứng ngay đây, đo coi. Trời ơi.
Quá wow, trời con cá luôn các bạn ơi. Chúng lớn rồi, chúng lớn. Cái đầu này nó bự hơn cái mặt là đứa mặt cái kia, đứa mặt cái kia. Nó đập một cái cổ luôn á. Hết biết được các bạn ơi. Ê thiệt mà. Gọi cái. Trời. Cái này chắc tầm chắc cũng khoảng cả 7-8 kg gì đó các bạn. Trời, cái bàn tay mình bằng mới bằng cái đuôi của nó à. Hết. Nha bạn. Cái bàn tay bằng cái đuôi của nó à. Quá. Quá trời. Để xuống quay. Nè các bạn coi nè. Trời nãy giờ nghĩ cái tiếng hồi gì đỡ chứ nghe. Đâu cái gan đâu gan nó đo vô thức ơi, hai thằng đó mới bích con cá. Ồ, chín tấc các bạn. Chín tấc không? Chín tấc. Hai gan mà còn dư một khúc nữa các bạn. Chín tấc. Ở đâu mà cá đi đâu đó kinh cá bự dữ trời. Là hai cái tay mình bạo lên gì nè các bạn. Bạo lên gì nó mới hết chứ một tay vô cầm được bạn. Cá không bao giờ hết. Đây nè. Cái bề mình của nó khoảng cỡ tấc mấy các bạn. Ôi. Quá nữ rồi. Quá nữ. Cá này chắc cũng lâu năm lắm rồi nè. Thôi bây giờ mình gỡ cái đi. Ôi trời. Nè. Nè anh chị bạn xem nè. Đó cái bàn tay này, bàn tay xe nè. Cái này cái gì? Cái chê giống cái chê, phải cái chê không? Chắc cái lăng hay cái ngát gì đó. Giờ mình hỏi các bạn ơi, cái này biết cái này cái gì đó rồi mình biết ha, chứ cái này mình cũng biết cái gì nữa. Cái anh chị bạn nào mà biết cái tên gọi cá này có thể bình luận bên dưới cho mình biết nha anh chị bạn. Chứ giống cái lăng cái ngát gì không? Có cái gâu gâu nè. Lăng. Lăng giống cái ngát, nhìn giống giống cá lăng á. Mấy cá chê nhìn cũng giống cá chê mà đâu, cá chê đâu bự dữ vậy ta? Chê nào giờ đâu thấy bự dữ gì nè, cái lăng cái ngát gì đâu á. Đây, chắc cũng lâu năm mới gì luôn à. Cá bông giống này không? Cá bông khác hả? Cá bông khác. Cá bông lao á. Khác. Này chắc cá lăng hay cá ngát gì các bạn nào biết nhìn, cho bạn. Mình biết ha. Các bạn nhìn mình đó nè, bông nè, mình không biết cái gì luôn á. Không biết cái gì luôn chị bạn ơi. Cái hình đó thì dáng cá chê đó, mà mình không biết con cá gì nhưng mà nó có bông tại mình thấy lạ quá. Gâu nè các bạn. Gâu ghê. Giống như cái tài thiên không? Quá. Trời. Quá trời con cá rồi, bữa nay Thánh ăn lập công nha các bạn. Đây. Bữa nay Thánh ăn lập công nha các bạn. Câu được cá quá bự luôn. Nó Thánh ăn giờ cá là Thánh ăn này, ăn hết cá này không? Chắc em ăn không hết rồi, giờ mới chia thôi. Nó. Cái tay của mình là cầm là hai chị cái tay thôi, với giáp gì nè các bạn, với một tay là không có đường nào giáp chứ các bạn. Nãy giờ giật nó coi nè anh chị bạn, sình đất coi nè. Lên tới bờ mà hai thằng giật luôn á anh chị bạn. Cái đuôi nó mà bự hơn chiếc dép nữa các bạn. Nè. Quá khủng. Quá trời con cá luôn, cá này cá chê gì anh chị bạn. Coi cái đầu nó nè. Nè. Ơi, một nắm tay không bao giờ bốn cầm. Tay mình đâu có hết đâu có nữa nè mình nè các bạn. Nè. Đâu nè. Có đường nào hết. Phải hai tay bạo lên gì nó mới hết nè các bạn. Đó. Quá trời quá con cá luôn. Quá xa. Cá này công nhận câu kéo đã tay luôn các bạn. Con cá này không biết làm gì ăn đây. Thì con cá này để clip ngày mai nha chị bạn. Clip hôm nay thì dài để ngày mai đi, ngày mai mình sẽ suy nghĩ mình chế biến cái món gì từ cá này chị bạn. Quá khủng rồi. Quá. Cái này muốn cá. Khủng. Cá hành tinh luôn, cái này kêu thủy quái luôn rồi đó. Này là hàng khủng nha các bạn. Khủng khiếp. Hàng khủng này khó kiếm lắm nha các bạn, không phải đương thông dễ kiếm đâu. Nó tầm chắc không khoảng cả cần mét 8 tấc quá. Dài lắm. 8 tấc đó các bạn. Rồi thôi, anh em mình xin kết thúc clip tại đây nha. Anh chị rồi. Nào xem clip mà chưa đăng ký nhớ ấn đăng ký để ủng hộ mấy anh em mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.